Hôm nay quay trở lại bún bò cây Ánh Nguyệt nè. Dẫn anh em về thưởng thức nha cả nhà. Ủa, nhìn cái nồi là biết rồi. Hình như bữa nay còn nhiều quá à cô. Hết rồi, tại vì nước thôi mà. Dạ. Nước không hả? Nước không hả? Nè, nước không hả? Thịt còn có sạch ra. À, dạ hả? Rồi, con tưởng là... Nước nó lỏng lỏng chỉ ngon á, cưng ơi. Dạ. Cưng là làm bỏ thịt vô thôi. Rồi ăn ngon, mai mốt nhắc bà con thước nha. Ừ. Nay cuộc sống Sài Gòn TV về lại Bạc Liêu nha cái nhà. Đây là... Nghĩa là chỗ bún bò cây Ánh Nguyệt nè, quay cho cả nhà thêm cũng như là thưởng thức. Dạ, đúng đúng đúng. Ồ. Ủa bữa nay tao đâu có thấy. Nhìn cái nồi là thấy nóng hổi rồi. Đã đưa con tao rồi, tôi đăng ký tiếp cho. Dạ. Thưởng thức thì gọi các bạn. Ông ngon nhắc bà con thuốc các bạn. Bây giờ như không đông lắm cô, bữa nay đông lắm đúng không? Chú lại nước nhiều đây. Nước nhiều đây. Ăn ngon mà. Thứ bảy Nhật mới đông. Thứ bảy Nhật mới đông mà cô. Thứ bảy Nhật đông lắm. Dạ. Nhỏ này với gần giờ này gần hết rồi. Dạ. Cưng cứ đi, cưng đi gần ngày sao nó. Ủa con nhớ là bán mấy tới chiều người ta. Đó. Bán buổi sáng thôi hả? 9 giờ là dọn lại. Dạ, à. Con cứ tưởng bán bữa tối chiều. Ủa con nhớ chật là à chắc lâu quá không nghe đúng. Hôm đó giờ không có bán buổi chiều. À không có bán buổi chiều không con? Dạ. Ừ, nhìn hấp dẫn không? Ở đây là 30 mấy năm phải không cô? Không biết hồi đó tới giờ luôn, biết nhiêu năm rồi đó. Bữa đợt trước nó nghe cô chủ nói là ba mấy năm mà. Giống như muốn bò cây ở Cà Mau đó cả nhà. Kêu bà con vậy đó mà. Chị. Chị hả? Dạ. Rồi ăn đi, ăn đi. Rồi, để con ấy xíu. Thấy rồi. Vậy là cuộc sống Sài Gòn quá không? Đúng rồi, cuộc sống thôi. Cuộc sống Sài Gòn TV ẩm thực. Ừ. À cái đó cô bỏ trong cái đó riêng á. Tại vì mềm quá rồi, sắp hết rồi đó cưng. Dạ. Sắp hết rồi, cái mất ra. Bán này vừa hết rồi. Dạ. Có thêm. Dễ thì hết. Dễ là hết đúng không? Cái này 90 hả cô? À xuồng 90 mà tiên 60. Xuồng Vũng Tàu mà nói anh thử xuồng không? Xuồng đá đá anh dùng mua về làm què đó. Đây. Nhãn đây là nhiều liền cho thấy nhãn cây. Nhãn cây nước còn đây đúng không em? Nhiều cái nhãn đây là nhiều liền. Chiếc xe đạp huyền thoại không cái nhà. Nữa chở quá trời luôn. Quá quá tải. Rồi lên xe. Dưới tiền ký hả chị? Dạ, những tiêu 60. Rồi cái nhau cái dụng là 20 à? Dạ. Anh mặc anh cứ quậy em không à?
Thấy thôi. Vừa thôi vừa. Lạc luôn hả? Thôi thôi thôi, như được rồi. Canh đủ nha chị. Canh thiếu chết tôi luôn á. Hả? Ăn ở đây là 2 ký. 2 ký được rồi, lấy 2 ký thôi. Cái này khách quen đó, kinh đủ nha. 200 luôn nha, 2 ký. Rồi đi. Rồi, bao ngon. Bao ngon. Rồi, 8 cái bánh giòn. Các em nãy ăn gì ta? Không, bánh giòn, cái hai cái bánh nhỏ. À rồi, 52 có ăn không bé? Cô Sáu nhìn cho con chụp tấm hình nha cô Sáu. À đúng rồi, đó. Rồi, cảm ơn cô Sáu. Dạ. Đó, đúng rồi, dạ, ok. Dạ đây. Rồi, ok cô Sáu. Sắp chặt lắm cô chú. Làm cho con cái bánh xèo miền Tây nha. Ừ, ngồi đây luôn, ngồi đây thưởng thức. Chị lấy gì? Hai cái lớn hả? Hai cái lớn. Hai cái bánh bự hả chị? Dạ. Hai cái bánh nhỏ. Em đâu có bán. Hai cái bánh nhỏ có 12.000 bạc, em đâu bán được. 24.000 bạc ăn của em nha. Giờ giờ em đó. Ăn cái bánh lớn hả chị? Ăn gì ăn miễn đủ 24.000 của em thôi. Cái bánh nhỏ bánh còn cái gì cũng giống nhau. Bằng là 24.000. Dạ, phần là 24.000. Bằng lớn hay bằng nhỏ? Bánh lớn nè, với bánh hộp cũng 24.000. Bằng bánh xèo nhỏ hay cái gì cũng 24.000. Rồi, nhưng mà chị cho em coi. Rồi, cho thằng ăn gì đi. Cái thóc có ớt rồi, vô đầy đủ. Dạ, có em ăn gì rồi ăn đây, còn cái gì em ăn về chị. Ừ, rồi có ăn đi chị. Đây có ăn lên không? Dạ có. Dạ. Tăng lên, cuộc sống Sài Gòn TV. Chị ấy với cô đi mua. Đẹp. Nghe
ngay chỗ góc chợ Hòa Bên Hai luôn rồi cô chú, đường Nguyễn Bạc góc chợ Nguyễn Hòa Bên Hai, chị bán từ khoảng 2 giờ chiều, 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm, tức là đến 22 giờ. Cháu ngồi trong này nha cô chú. Cô Sáu nè, ngồi trong này. Dạ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì đây, một cái là 20, đây là cứ một phần của dì Sáu á mà mình ăn nhất là phải 24k nha cô chú. Dạ. 24k thì một người ăn thì cũng rất là rẻ rồi. Bánh khọt. Đó. Bánh xèo. Đó, rau, rau rất nhiều luôn. Thì hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV mời quý cô chú anh chị và các bạn thưởng thức bánh xèo nha. Đã có một cái khăn nữa này cô chú. Rồi giòn lắm, giòn rụm luôn. Bánh khọt thì giòn rụm, bánh khọt thì con tôm rất là to. Nóng hổi. Nóng hổi nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 20k.